nè, một con hai con à, đây cái mỏ nè, đó còn cả ký ký mấy dưới kia nữa. Rồi sao anh nhẹ đi, thấy không, thấy lúng gì vậy? Hả? Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay hai vợ chồng Nghĩa xuống Vàm Đăng đầu năm cả nhà. Ăn ngay cái bãi nhà luôn nè. Hôm nay chắc cũng cả 2 tháng rồi mình không có đăng bãi luôn. Thì đăng thất quá mình nghỉ. Mình để lâu lâu cái mình đăng lại coi sao. Coi có cá nhiều không. Cho nháy một xíu. Cá gì nhảy nhảy gì, cá bông sao. Giờ này trên mé nó cạn rồi, để nhớ đi lụm mấy con cá ở trên lưới trước, chút xíu nữa nó cạn rạch rồi mình đi bắt rạch sao. Mấy bữa Tết này gió dữ, cá nhảy. Ở đây chỉ có cá đối nó lên thôi à. Đây còn cá đối. Cá đối bự kẹt đầu luôn. Cá nhái này nướng ăn ngon đó nha. Có cá không sao nữa nè. Đây dính lưới. Lưới quá trời rác nó lùi ở trong phé rồi cả nhà. Mình đăng cái hướng này là ngay ngay hướng gió luôn. Mai chắc lấy chiều nay lấy đăng chắc gió nó lùi đầy rác luôn. Cái đó bự bự không? Kẹt vô đây. Nằm giống quá. Đây con á. Đi xuống kia. Thấy có nhiều 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 rồi chứ đây ha. Sao bắt kia nó kìa. Tôm lậu vậy ha. Chút xíu nữa xác cái gì. Hy vọng là có cá ngát nữa là ngon. Trời ơi, cá đối chà bá luôn kìa. Cá nâu đó, nằm kế cá nâu đó. Ừ, cái đầu. Thấy cũng im im á, hai cái rạch này thấy cũng im im á. Kệ đừng lội xuống dưới được. Ôi, cái đâu? Cái nâu bự phải không? Thôi kệ đi, để dưới đây cho nó sống đi. Chút xíu rồi bắt ra. Còn thấy ở trên có cái nâu rai rai nè. Ơi, giục ngang cá gì vậy? Ngát không dưới đó. Xíu nữa bắt. Tưởng đi trước lắm dục ra. Cái nhái bự bự. Cái mé này thấp mà không có gì xuống đây hả?
đâu. Tôm. Tôm. Tôm xào. Đứng ở đây khoảng không lội. Chỗ dụ nguyên cái cây luôn. Đó bự bự không? Ba bốn ký này giờ không à, dài đây, cái từ để dạt con đi đây con lần xuống con cạn rồi đó. Đây cá đói nè, bắt đầu có cá đói này. Đứa nhỏ nó chạy ngược nước. Ê, cái ngát, cái ngát. Cái ngát cả nhà ơi. Như vậy. Trốn hả? Nó chui với cái bịch. Này con ra. Cái gì đó? Ngát á. Ôi, cái ngát hết rồi ơi. Hả? Bự không? Đây nó chưa rút hết nước. Để đi, để đi. Nó chưa rút hết nước nè. Ui nhé, chà bá luôn rồi, mấy con luôn. Cạn chưa ta? Ui con nó quậy kìa. Chưa cạn nó chưa xuống. Nó cạn nó mới xuống. Lên không nè. Ồ cái ngát nhóc. Đáp 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 con chỗ này lại. Trời ơi nó nhảy ra luôn. Phá là ngát rồi. Đồ xuống cho mày đắp nó ứ nước ra sao? Ừ thì ứ cho nó ứ rồi mà. Ứ đặng nó rút ra. Ngon à. Ổn rồi. Nè giúp vô giờ. Dục cái vợt có cái vợt bự lùa gắm được chưa cạn, chưa cạn nhỏ nhỏ quá trời luôn. Bầu sẽ mê không cả nhà, một con hai con à, đây cái mỏ nè đó còn cả ký ký mấy dưới kia nữa. Mỏ ngoài đó nó chưa rút còn chút nữa, nó 10-15 phút nữa nó bắt con rồi, đứng đợi chút đi. Tiêu rồi chút lên bao đi, có không đụng không tiêu chạy ớ gì bị hụt đen đấy. Đây 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 không bình thường để vậy nè. Ừ, cái đùi. Bể luôn rồi sao? Kệ nó cho bể đi. Cái ngát bị cho bá rồi. Chui nhau giò luôn rồi. Này, gì sao lấy? Kìa, con ngát nằm chăn cái tay mày kìa bên kia kìa.
Vậy à? Chân cái đâu á? Chung vô hang rồi. Ôi. Lớn chứ nhỏ nhỏ rồi. Có luôn rồi. Dạ phá đập đi. Rồi. Cái chừng đó. Để nghĩa có cái đầu tay lại bắt được. Ghê quá chứ. Chỗ dấu chân chú Tư đi lại đó, đúng rồi đó. Anh con nhỏ nó đẹp ghê ha. Chị không có cái nâu đâu. Có cái nâu nhỏ nhỏ trên bộ bạn nha. Không cho nó sạch. Bắt tay luôn. Né đi thôi ơi. Rồi, con đứt ra. Không nó phải thấp. Chờ nào, ta bắt tay luôn nè, ghê không? Không? Ghen không nữa chứ. Rồi, dục ra ngoài. Lúc đã rồi dục ra ngoài. Ghen hồn, nó quất cái, à, ghê hồn. Mọc thêm tay nữa luôn á, mọc thêm ngón nữa luôn á. Chút giấc cú rồi. Nâu đã không? Ừ. Phải làm dục con nâu này cũng được. Đâu, giấc cú đó. Con này cắt tí nè. Hơn ký. Nó mập. Ồ, nó mập. Từ nãy giờ đậy lên con chưa? Nãy giờ đậy lại kìa. Đậy lại cái chú Tân. Ôi ôi, đậy con nữa. Trời ơi chú Tân, hai ba con luôn chú Tân. Nhóc luôn.
vô nguyên bầy ngát rồi. Quay ha. Chục ký được rồi. Quay. Ôi cái đó. Nãy nó ló đầu rồi, tay. Nhỏ này bỏ đây. Có mang chắc nhỏ nhỏ lắm chút vô rồi ngát nữa nè. Tép nè, tép này đóng đáy cái đóng kìa. Đấy không ngon bằng cơm này. Không ngon. Cơm đóng thơm mà tôm là thịt tươi ta. Trời chuồng nào lúc phải lát nữa ra trời. Có hai người vậy. Nghe kia con tôm nè, lú đuôi. Nghe đây nè. Con nào mình đang đẩy nè anh. Nghe chỗ cái con cá nóng nhìn xuống. Ở ở đây đây còn con nữa nè. Con mấy thì mình. Bên đây, nghe chỗ đây nè. Đó nó lú đuôi đó thấy không? Còn nữa, nghe đó luôn. Anh mới lấy con tôm ngay đó đó. Không xanh cho nó. Tôm bự lắm. Còn nữa đó. Nè, là con cá lưỡi lam. Ơi. Lưỡi bò ơi. Trốn không hoài còn hoài luôn đi đục thịt xanh trốn một lát cho mình sổ rồi thấy chưa quá thôi hôm mới vui vẻ này đi đem thầm ra ngoài luôn hả? Đẩy lên trên trên luôn. Đẩy lên trên đi xong mẹ hắn rồi. Mới vui vẻ. Rồi, chào cả nhà. Chào cả nhà. Mới vui vẻ. Hai này hai tích chứ gì nữa. Em làm dấu nè. Thôi nhỏ nhỏ xíu quá chị. Ở trong nó bự nè. Thôi tha cho nó. Có cái đói cái nồng nhiều. Đó nó dồn vô kìa. Cái đói á. Ừ. Đó cái đói bự bự không à. Quá cái đói luôn. Đầu năm đầu tháng này ăn cá đói trời. Không biết ạ. Wait,
Rồi xả đập chú Tư ơi. Xả đập. Xả đập. Rồi bể đập xuống đi chú Tư, bể đập xuống đi. Rồi chú Tư đẩy cái đập nó luôn đi. Rồi. Kìa. Ôi. Đó là nha. Cua con gì cắn á? Con cua không? Chút giờ chưa tôi nắm con cua lắm. Mà có xả vào con như cũng sống nhà. Kìa có một cái cá nha. Ôi, đập này có chúng tôi xui rồi. Nãy nãy giờ mày ngồi đây nè. Nè, cắn hết kìa. Đừng cho thấm mày ngồi cho nó gạch này. Ngồi nó canh gì đâu mà không cá. Thả nó đi anh. Đâu có cái đâu nhảy nó bự quá trời. Cầm cầm giờ thôi. Đứng xuống đó. Con bị xui qua này. Qua vừa lên mà bị chó thập cái là thấy xui rồi. Cái gì? Con chó trên đội á. Cái cắn luôn à. Mà con đậu đi chích ngừa mà nghĩa nó không sao. Trời ơi rồi. Để sơ à. Chúng tôi bữa bị cho con sâu cắn là có chảy máu không? Chảy máu luôn. Ừ, chảy máu không sao. Thế mà cắn không chảy máu á nguy hiểm phải không? Còn cắn chảy máu là bình thường thôi. Cắn chạy chiếu à. Chạy da hả? Ủa chạy da không sao. Còn cắn lũng lỗ á. À, không cắn lũng lỗ mà nó chảy máu còn bông nặng ra. Chết người rồi. Rồi không sao. Thương hồi đó làm như anh Đại lúc mà ủa anh bảo ấy là có chích ngừa cho nó. Còn chó này biết không, nó mới đẻ. Đẻ nói chung là con cũng trọng rồi đó. Chó mới đẻ. Hả? Mà nó chạy ra không sao đâu. Con sợ đó giờ con mới. Nó chạy ra sợ mình lũng lỗ rồi chạy ra thôi. Sao? Lũng mà lũng sâu mới sợ hả? Ừ. Nhưng mà nó không ra máu á là mình lấy. Còn ra máu cũng sao nặng đại. Rồi chó bây giờ nó đâu ấy đâu, đâu giống hồi xưa mà chó. Kiểu chó dài nhiều. Ừ, chó dài á, nó cắn như con chó mà như là à, nhà mà không ai nuôi nó bỏ đi lang thang á, cũng chó dài chứ dài đó. Ừ. Cắn ấy mình mới sợ chó nguy hiểm. Chó ta nuôi nó cũng đỡ, chó ta nuôi nó nhiều hoặc đấy nuôi nó đâu ăn bậy. Đâu ăn bậy bạ đâu. Còn chó dài ra tùm lum đồ bậy bạ nó mấy mình. Rồi, cả nhà, chào cả nhà. Chú mới vui vẻ. Đó, vui vẻ. Một số người vô. Rồi, kinh này nè, nó đèo, kinh nó đèo. Để có như đây nè. Rồi, cầm chỗ này. Gạch này thua xa, gạch kia. Bằng gốc. Thì lấy chúng ta nè. Cái cá này là những cái gì. Đây nè, kéo mình trong cái hộp bên phải có kéo không? Kéo mình trong hộp này nè. Vậy bỏ vô đi. Bị gì chứ không phải là bị ăn. Nãy giờ anh đâu bóp cái gì đâu, nó lội vô. Lượng ẩm 3 mấy ký?
ổng mò là mò hang rồi tới nhà luôn rồi, chúng tôi hiểu không? Ổng đi kiếm nó luôn đó, chứ không phải là nó đi kiếm mình, con này là mình, nó đi kiếm mình, mình kiếm nó mà nó cũng kiếm mình. 10 ký không anh? 5-7 ký. Đừng dậy hết. Không sao, nó tổng thốt đây. Gì chị đâu? Ê, còn con cá ngát kìa. Rồi. Không. Kìa. Kéo con. Kéo kéo Phượng ơi. Kéo Phượng ơi, còn cái khác Phượng ơi. Hay chương dầm đăng gì cũng ổn cả nhà. Các cũng được hơn chục ký á. Chắc 14-15 ký vậy. Này, cá bóng sao nè. Nhiều đây thì kho đựng cử rồi. Được không? Mấy trăm gram tôm thẻ. Cá đó nhỏ nè, cá đó bự này. Được con chà bá nè. Cá nhái, cá nâu, cá ngắt ra đất gom lại. 4-5 ký. Bữa nay cá ngát là nhiều nhất. Đây chắc nằm hàng 6 ký quá. Nặng đó nè. Chắc cả đó đó, 6 ký. Tự lấy cơm có người nấu chua không? À lấy mày nấu rồi không ăn. Ăn gì đấy đi. Rồi đến đây Nhi xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.